Và bà, người cha yêu dấu để kính tặng cho tất cả mọi người trên Golden City, người thân thương, một gia đình nhỏ bé và đầy trái tim yêu thương tại Golden TikTok Shop City. Những năm xa xưa, ngày cha vất vả để nuôi mình tôi, muốn thấy tôi được lớn khôn, cần mang giày khướt nâu áo ấm. Đến lúc cha nói tôi rằng cha rất mừng thấy tôi lớn khôn, con hãy nên tự mà lắng lo, cha một mình không sao nhé. Cháu lo biết mẹ tôi sống không lâu, không được lâu. Ngày mẹ đi, cha được yêu mang thấu trời, cứ nhắc mãi Chúa ơi sao không là con. Có những đêm cha hay ngồi trên ghế và thiếp đi màn đêm, nhất quyết không xa căn phòng vắng kia. Sao hết pin à? Đúng. Ta hết pin các chị. Đến lúc cha nói tôi rằng cha rất thấy tôi lớn khôn, con hãy về tự mà lắng lo, cha một mình không sao. Yes, ok đi. Tiếng của người Pháp nha anh chị, bài ba ba người cha yêu dấu để kính chúc cho tất cả những anh chị, những người đã ủng hộ, những bậc phụ huynh lớn tuổi đã đóng góp cho Golden City có thêm niềm vui nhờ những chia sẻ các anh chị đã ghé thăm từ cái sản phẩm, rồi từ cái bình thường, và các anh chị đã ủng hộ cho rất là nhiều, rất là mừng và phấn khởi, và đặc biệt hơn thì không thể nào bù đắp hơn để trả ơn cho các anh chị được. Đó. Và chỉ biết nói những lời phải bắt tay vô làm việc ngay, phải hát. Đó. Và sau khi em làm TikTok, có nhiều anh chị ở xóm láng giềng họ cũng vẫn chưa hiểu, bởi vì một công nghệ số, một tảng nền số công nghệ tối tân để phù hợp cho rất nhiều người, nhất là những người mà chân yếu tay mềm, mắt yếu, lớn tuổi mà không có cơ hội do không có điều kiện và môi trường gia đình để mà đến một cửa hàng nào đó để mua, thì chúng ta hãy cầm chiếc điện thoại lên, thì chỉ cần tìm hiểu những cái sản phẩm mình có nhu cầu tại TikTok Shop, thì chúng ta tìm hiểu tất cả có nhiều sản phẩm và nhiều cửa hàng được trưng bày và bày bán và phục vụ. Đặc biệt hơn nữa là sản phẩm được nghiêm ngặt, được quản lý và cơ quan nhà nước, cơ quan và thẩm định sản phẩm được xuất ra sản phẩm để cho người tiêu dùng được lợi nhiều nhất, và được biết cái thông số, biết những cái kỹ thuật
và hướng dẫn sử dụng chức năng toàn vẹn để cho chúng ta được quyết định mua và sử dụng làm sao cho an toàn và bền hơn. Đó. Đó, TikTok Shop, các anh chị có thể là cũng đã sử dụng TikTok Shop rất là nhiều, mà để biết được Golden City thì lại rất là ít, bởi vì Golden City lại lên TikTok Shop mới biết một mảng thôi, do mình công việc nhiều, thứ hai là không hiểu biết về TikTok Shop. Thì sau khi đặt máy và tìm hiểu đến môi trường của TikTok Shop, và sau đó thì được các anh chị ủng hộ rất là nhiều, và đã được gần 3 tháng Golden City đã được 4.000 người follow, và trong 4.000 người trong số đó đã ủng hộ cho Golden City kiếm thêm tiền để tranh trải cuộc sống, rất là tuyệt vời. Và ở trong kệ trưng bày còn nhiều sản phẩm nữa để cho các anh chị ủng hộ, và em luôn luôn tìm hiểu những cái sản phẩm em thích, cái gì thì em trưng bày ở trên cái đấy. Giống như là em thích sản phẩm này, em mua để sử dụng thì em đặt ở trên cái kệ Golden City đó để cho các anh chị tiêu dùng để tìm hiểu tới. Thì môi trường cuộc sống, mỗi con người đều có những cái riêng, mình thích cái gì, mình bán cái gì, mình trưng bày làm sao cái giá trị sản phẩm đó ok thì em đặt lên. Rồi gồm là như các anh chị mà các bạn sinh viên, những các bạn trẻ mới lập gia đình, khi xây nhà xong, hoặc là tìm hiểu về những cái sản phẩm về dòng điện, dây điện, thì ở trong Golden City cũng rất là có, như từ cái ống gen, đuôi đèn, đèn trang trí, rồi loa âm thanh, rồi đèn trần, tủ kệ, rồi những kệ ở nhà tắm, rồi bếp ga, nồi cơm điện, mùng nệm, mút, rồi giường, rồi bàn ghế, sofa, cũng rất là nhiều sản phẩm ở trong đó. Đấy. Rồi tiếp tục nữa thì có nhiều sản phẩm về trời nắng nóng thì có nhiều loại quạt, quạt hơi nước, máy lạnh, tivi cũng rất là nhiều, với liên kết một số những cái sản phẩm thương hiệu nổi tiếng. Đặc biệt là các anh chị yên tâm là sản phẩm đó được nhà nước và các cơ quan được kiểm định, còn mà mình chỉ biết sản phẩm đó mình thích, mình liên kết và để chia sẻ đến các anh chị tiêu dùng, và sản phẩm có bị lỗi như thế nào thì chăm sóc khách hàng sẽ phục vụ cho chúng ta đúng một tuần. Nếu như sản phẩm đó bị lỗi thì như máy khoan, máy hàn mà bị trục trặc về kỹ thuật thì sẽ nhận cái máy khác và trả lại cái máy cũ và nhận cái máy mới để sử dụng cho công việc chính của mình. Đó. Rất là tuyệt vời nha các anh chị nha. Rất là tuyệt vời. Chúc cho các anh chị luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và luôn luôn đồng hành cùng với Golden City. Và có như thế nào nữa, các anh chị hãy góp ý và comment cho em biết nha. Để xây dựng cho cuộc sống này thật là tốt đẹp. Chức lạ thì sau quen, các anh chị có thể nhìn cái màn hình và nhìn cái chiếc điện thoại đó, không biết em như thế nào, nhưng đầu tiên em được hưởng là điều nhiều nhất là các anh chị đã quan tâm và ghé thăm cửa hàng Golden City và đã ủng hộ nhiều sản phẩm. Đó là lời chân thành cảm ơn. Chúc cho những người nào đã quan tâm sản phẩm tại trưng bày TikTok Shop của Golden City luôn luôn bằng an, hạnh phúc và nhiều thành công hơn. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe một bản nhạc nữa để chúc cho các anh chị, những người thân, những bậc sinh thành, những cha ông của chúng ta, những người nào đang còn bố mẹ nghe những bài này, hoặc là những người thanh niên, sinh viên nghe bài này như thế nào, các bạn hãy cho mình biết nha. Và giờ đây thì chúc cho tất cả mọi người thêm một bản nhạc nữa là giải trí thôi nha. Một bản nhạc rất là nổi tiếng của Trần Tiến, đó là Đôi Chân Trần. Ok, còn bạn nào đang mà muốn, anh chị nào mà muốn thích Mugunta thì cứ vào TikTok Shop Hợp Âm Organ, ở trong đó có nhiều sản phẩm, và sau đó nữa là có nhiều cái hướng bản hướng dẫn làm sao các anh chị làm chơi đời tại nhà để phục vụ cho công việc của mình vui là chính, mà cảm giác mình thích hát là được rồi. Chỉ cần một chiếc đàn guitar và đôi bàn tay uyển chuyển, chịu khó khoảng 1 tháng 2 tháng là chúng ta sẽ chơi được rất là nhiều bản nhạc bolero liên khúc để phục vụ cho chính bản thân của mình. Thứ nhất là đỡ phải đi tới lớp, tuổi già sức yếu ra đi học sợ người ta chê mình học kém, không sao đâu. Golden City hướng dẫn cho các anh chị tại
hợp âm organ pizzaccio để một cách đơn giản nhất, cầm guitar chơi được luôn, hát cả nhà cùng nghe, cùng hát, và niềm vui khi có công có việc có tiệc sinh nhật là chúng ta chơi thoải mái vô tư. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nghe một bản nhạc Trần Tiến, Đôi Chân Trần. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi tìm quả ngọt rừng cho con từ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi tìm từng hạt thóc cho con, một bữa cơm chiều. Ôi gầy tháng lưng cha cồng kềnh, cha đi giữa rừng hoang vu. Ôi thời gian hãy quên đi, lưng cha gầy gò, cha đi giữa rừng hoang vu. Lưng cha khi đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trắng soi, cả cuộc đời và cả cuộc đời. Lưng cha héo gầy, được không anh chị? Đó là những cái sự chân thành gửi gắm đến cho tất cả các anh chị, luôn luôn gia đình mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.
Vâng, thời gian thì cũng sắp hết, do cuộc sống chúng ta cũng phải bảo vệ sức khỏe. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành và theo dõi. Sẽ có những buổi livestream khác, không biết nói như thế nào. Nếu như còn livestream nữa thì sẽ hát, nhưng mà anh chị cũng theo dõi cũng rất là mệt, để dành cho những ngày hôm sau, còn ngày mai còn làm công việc mới. Không vì yêu thương, ủng hộ quá nhiều, nhiệt huyết, quên ngủ, hãy giữ gìn giấc ngủ của mình luôn luôn được đúng giờ và mạnh khỏe, và công việc được sáng suốt hơn. Và đến giờ này thì Golden Study xin cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành và theo dõi, ủng hộ cho buổi tối ngày hôm nay, mặc dù cũng đã là gần như không giờ rồi, đúng không ạ? Không giờ rồi, em kiểm tra là không giờ rồi, để cho các anh chị bước sang một ngày mới để giữ gìn sức khỏe. Cũng gần không giờ, chỉ còn 15 phút nữa thôi là cũng là bước qua ngày mới. Thì lời chân thành, em đây là Golden Sati, kênh TikTok Shop, chia sẻ cuộc sống, có những sản phẩm kiếm thêm thu nhập được liên kết và trong số đó để chia sẻ trong cuộc sống của mình, những cái công việc của mình, và được gặp gỡ các anh chị rất là nhiều mọi miền tổ quốc, và đã đồng hành ủng hộ cho cửa hàng TikTok Shop Golden Sati. Và ngoài ra anh chị như cần thiết như thế nào ủng hộ nữa thì hãy comment ở phía dưới, thì em sẽ tìm những cái sản phẩm nào liên quan chính xác, phù hợp cho môi trường thì em sẽ đặt và để lên kệ hàng để phục vụ cho tất cả các anh chị. Và đừng quên, hãy luôn luôn hãy ủng hộ cho em nha. Và một lúc nào đó thì em sẽ hát tiếp tục, để chọn những cái bản nhạc khác để bù lại cho các anh chị trong cuộc sống này vui hơn đấy. Và trước khi kết thúc chương trình buổi tối livestream này, thì các anh chị mà có đam mê về guitar hoặc là organ hoặc là saxophone, thì ở TikTok Shop có nhiều cửa hàng là saxophone giải trí, chuyên phục vụ cho các anh chị để sử dụng về saxophone và có hướng dẫn để ở nhà chơi được saxophone. Và TikTok Shop hợp âm organ sẽ có những bản kệ hàng trưng bày guitar, rồi organ dành cho mọi lứa tuổi, piano. Và sau đó thì đây là một cái kênh mà Golden City là chuyên về công việc, về gỗ, và em cũng chia sẻ về công việc của em nhiều, nhưng mà liên kết rất nhiều sản phẩm để phục vụ cho cái công việc của mình, cho những người thân của mình để mua, để làm cho cái công việc, còn từ máy hàn, máy khò, máy hàn, máy mài chuyên về gỗ, và để phục vụ cho cái công việc chính, công việc của mình. Xin cảm ơn, và giờ em sẽ chào tạm biệt và xuống lại. Và các bạn nào mới vào đây mà bị trễ thì xin thông cảm nhá. Và chúng ta sẽ hẹn dịp sau sẽ có buổi livestream kế tiếp. Xin goodbye.